Anh nổi tiếng nữa, bây giờ anh nổi tiếng nhất phim này rồi, cho nên là bây giờ anh thay mặt ok hơn em á, mọi người coi trọng anh hơn em. Em bị chửi quá. Cậu sẽ gọi biết anh nữa, cậu khai báo đi. Biết. Con biết nhưng mà không cứ biết nói là giờ là nào xong không. Rồi. Em sẽ nói trước là xong rồi. Nhớ mở ra ngoài nha. Dạ. Em buồn đi. Em khóc đi Nhân. Em nhưng gọi, mà có chừng em gọi em mượn tiền nha. Có chừng lỡ. Có chừng lỡ ra. Nói liên quan tới hôm nay nè, nói là em lên trễ hay gì 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 rồi cái mọi người cắt mọi người show luôn. Mọi người chờ em kiểu như vậy đó. Live stream luôn. Nhưng mà có chừng lỡ Khanh nó đang coi sao? Đang quay rồi. Đang thu rồi, đang không đâu mở nghe điện thoại được. Thôi cứ gọi thử coi sao. Mở ra ngoài nha. Nó còn tới trễ đi. Cái mọi người hủy kèo hôm nay luôn, không quay luôn, không thu luôn. Bị công an bắt. Chạy tới đây bị quay giao thông thôi. Anh nghe nè. Anh đang đâu vậy? Anh đang đi quay. Sao vậy? Nói chuyện được không? Ừ. Hồi nãy anh biết hôm nay livestream mà đúng không? Anh biết hôm nay mọi người livestream mà đúng không? Ừ, anh biết mà. Hồi nãy em tới trễ không kịp giờ xong rồi bị đuổi ở ngoài luôn. Ủa, hẹn mấy giờ mà kịp? Thì hẹn 1 giờ nhưng mà hôm nay em chở hôm nay đi khám bệnh á. Xong rồi cái đi về đông quá, hôm nay em bé bị bệnh quá trời luôn, không kịp. Xong rồi đi về chạy qua luôn á mà không kịp á. Giờ không biết sao, chắc mọi người la em dữ lắm. Bây giờ sao vậy? Nên nói mọi người cái gì vậy? Có nghĩa là em bị đuổi về đúng không? Ồ, chứ sao nữa? Thì mọi người like rồi em không đi về ngồi đó nhìn. Thì cũng đúng. Thì cái em cứ tưởng tượng này em lên truyền hình trực tiếp vậy. Phải đúng giờ. Anh quay nè, không thôi là chứ nên, nhưng mà quay trực tiếp này anh đã quay được rồi. Giờ buồn quá. Thì giờ ngồi khóc như con điên rồi nè. Hơn chở cái gì chở chừng nào. Ủa mà em có biết là live stream trực tiếp vậy? Em biết nhưng mà tại vì Mona bị bệnh xong rồi đưa đi khám xong rồi bác sĩ tới lượt thì mới được khám chứ về đi liền luôn không kịp. Thì em xin vô mà mọi người không cho vô chứ. Mọi người nói nhào ra nhào vô không được. Đây là live stream trực tiếp. Thì cũng đúng rồi nè. Thì đã gọi live stream rồi thì nó là trực tiếp rồi. Còn nếu mà quay phát lại nó dễ. Chứ nếu mà không trực tiếp mà anh quay trực tiếp okay. Vậy bây giờ phải làm sao giờ? Không có sao đâu. Ủa có một cái lời khuyên nào mà chân thành hơn được không? Tự nhiên xui thôi biết sao giờ? Bây giờ phải đợi mọi người xong rồi em mới nói chuyện được chưa? Nhưng mà giờ em về nhà rồi. Gọi điện thoại từng người hả? Không, bây giờ đợi mọi người xong đi rồi em. Hay là anh thay mặt giùm em được không? Hay là anh giờ đứng ra anh thay mặt giùm em được không? Mình là anh em với nhau thân thiết chung một nhà mà. Mặc dù bây giờ giờ đi rồi nhưng mà em anh chung nhà. Thì mình thân thiết với nhau vậy thì anh thay mặt em thì mọi người cũng hiểu. Bây giờ anh nổi tiếng nữa. Bây giờ anh nổi tiếng nhất phim này rồi. Cho nên là bây giờ anh thay mặt ok hơn em á. Mọi người coi trọng anh hơn em. Em bị chửi quá. Không, anh nghĩ là em nói chuyện với anh Thiện đi. Đúng rồi. Còn không đăng status giống như anh Thiện đăng vậy đó. Vậy bây giờ anh thử nói chuyện với mọi người xem sao nha. Hello. Chương trình này con Nguyễn Nhân nó thua cái game mà nó cho anh em á. Ủa anh đi nghiêm túc quá. Nó thua cái game rồi nó điện nó cho anh em á. Mà hết chuyện rồi nó nói vậy làm người nhỏ bển nhỏ quay không nổi. Em hát nổi nữa không hay là em mệt của em không nổi? Nói qua đây livestream luôn. Đi máy bay qua đây livestream luôn đi. Nếu hát không nổi qua đây livestream luôn nè. Hèn gì bữa nay em nghe xem cái giọng đó. Nghe sao? Giọng nghe giọng ngộ lắm hả? Bình thường Nhân đâu có nói cái bắt gì. Ủa? Bởi vậy hả? Đó thấy không? Không có nói bắt sao á. Đúng rồi, cái tông nó nghe lộ ra liền phải không? Nghe nghi ngờ liền. Gì mà serious quá à. Bình thường em nghiêm túc lắm á mọi người. Nói chứ đang mọi người đang live stream đây nè. Đang đây là điện chọc em á mà. Quay ở bển đi.
Rồi nói chuyện với Nhân này, nói chuyện đi Nhân nha. Anh Hành lát họ cho em mượn 10 triệu nha, hết tiền rồi. Ok kệ, ok rồi, nó lấy 10 triệu nha. Rồi nha, tôi làm chứng rồi nha. Có live stream khán giả làm chứng lắm nha. Huy làm chứng luôn rồi đó, 10 triệu cho ok rồi đó. Bye bye máy tí đi kìa. Bye bye. Rồi, cảm ơn mà con thân. Cảm ơn anh. Cái vợ. Vợ anh ngồi đây nè. Vậy nha em cúp máy nha. Thời lượng mình có hạn anh ơi. Thời lượng mình có hạn, anh không livestream chiếm sóng quá. Ok. Rồi đó, cảm ơn. Như vậy là luôn anh đã hoàn thành xong được hình phạt nhẹ nhàng của chương trình là gọi điện thoại John Bạch Công Khanh, cậu Hai Lương.